Chào các bạn, thêm một ngày mới. Hôm nay là ngày thứ hai, mùng 5 tháng 8. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện và suy niệm với lời của Thánh Vịnh 118. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Chúa. Xin đưa con xa cách con đường gian dối và rộng tay ban luật pháp của Ngài cho con. Xin Chúa đừng rút lời chân lý khỏi miệng con, vì con trông cậy vào sắc dịu của Ngài. Tâm hồn chúng như mở đặc, vô cảm giác, phần con biết sướng vui do luật pháp của Ngài. Nguyện xin cho lòng con trọn vẹn hướng về thánh chỉ, để con không bị xấu hổ thẹn thùng. Những tên ác nhân đợi chờ để thủ tiêu con, nhưng con vẫn quan tâm đến lời Ngài nghiêm huấn. Con không bước trật đường thánh dụ của Ngài, bởi vì chính Ngài dạy bảo con. Các bạn thân mến, Thánh Vịnh 118 là một bài ca ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa. Thánh Vịnh này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lòng nhân từ thần tính và cứu rỗi của Thiên Chúa. Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể trông cậy vào Ngài ngay cả trong những lúc khó khăn. Thánh Vịnh khuyến khích chúng ta ca ngợi và tin cậy Chúa là sức mạnh và là sự cứu rỗi của con người chúng ta. Đây cũng là lời nhắc nhở với tất cả tình yêu thương và ân sủng của Thiên Chúa. Duy chỉ có Thiên Chúa chiếm ưu thế trên tất cả mọi sự trong cuộc sống của chúng ta, và duy chỉ có Ngài mới mang lại cho cuộc đời chúng ta niềm hy vọng và ủi an. Chào tạm biệt tất cả các bạn, và chúc các bạn có thêm được một ngày mới được tràn đầy niềm vui trong ân sủng của Thiên Chúa. Hẹn gặp lại tất cả các bạn.